Nhưng mối ăn nát hết trơn. Cái cây này không xử lý mối sớm là chết. U bọ. Má mèo mèo mà nó còn nguyên đậu mới 20 triệu với rớt vô được rồi. Ôi bụng gỗ luôn chú. Bụng hết rồi. Khỏi có bới ra nữa, cậy nó xịt vô đây rồi mối cả thử. Mối ăn nát hết rồi. Này cũng phải sọt sọt vô chứ không sọt cho vô khung tới. Ui tuốt đây luôn bọc hư cây. Đúng rồi đó. Ôi mối quá trời nó. Mối ăn cây. Lọc quần. Rồi chú xử lý đi với cái bình đó. Ủa hay ta à, ăn chết cây trong ta. Cái cây còn sống. Cây gì nó kêu chết. Cây gì nó sẽ chết. Nó chói quá, nhìn thấy cái cây nó không được đẹp. Nhìn ngoài cây đẹp quá. Này không xử lý sớm là cây đi luôn. Mọi chắc chắn là phải đi. Mới sửa rồi như lại không? Nãy nó chảy nước quá. Ướt trời, ướt đậm cái này. Dòng này dễ chết. Mà nó cũng hay ha, cái cây còn sống nhưng mà nó đẩy ăn từ từ trong ra ăn chết cây luôn, gió luôn. Phía trên đây là chưa sạch sẽ rồi. Dáng cây đẹp quá mà đi hết trơn cây. Ô đây bọng tót mà chú. Bọng luôn. Bọng tót. Cùng gì cho cây hết bị mối luôn.
đây. Ủa bên đó bọng luôn không? Ồ má. Ừ cái cây luôn, ổn gì không? Hình thức thanh toán của công ty như sau. Công ty chúng tôi giao hàng trên toàn quốc, miễn phí giao hàng cho tất cả đơn hàng, giao hàng tới tận nhà cho quý khách. Công ty với phương châm diệt côn trùng tận gốc rễ, với tiêu chí an toàn, hiệu quả, chuyên nghiệp. Mọi thắc mắc xin liên hệ qua đường dây nóng 0964131419. Xin chân thành cảm ơn quý khách, chúc quý khách một cuộc sống không có tác hại của côn trùng.